Xin chào quý vị, ngày hôm nay thì đội ngũ của Hê Lợi vừa đi bàn giao chiếc máy nội soi dạ dày đại tràng tại bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Thế thì có một câu hỏi rất lớn của chúng tôi đặt ra là tại sao chúng ta lại chỉ chia sẻ những cái thông tin tiêu cực, những thông tin xấu trong ngành y mà những cái niềm tự hào rất lớn như thế này mà chúng ta lại không chia sẻ. Thế thì ngày hôm nay Hê Lợi muốn làm một cái video giới thiệu về niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta. Đây là bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Cái thì bên phải là khu khám bệnh theo yêu cầu này. Rồi ở giữa này là khu khoa khám bệnh. Khu của chúng ta. Phòng khám bệnh đây là chắc là khám cho nhi rồi. Ở phòng lấy máu nhi riêng. Đây là phòng khám tai mũi họng. Tiếp theo chúng ta sẽ vào khu khám nội của bệnh viện. Đây có rất nhiều các phòng khám của vùng nội. Có cả khu để khám da liễu nữa. Đấy, thì đây là khoa cấp cứu của chúng ta. Cái không gian nó rất là rộng rãi. Khoa cấp cứu chúng ta rất là rộng, ok, chúng ta đi thẳng sang bên kia. Đó là bên phải nói hình ảnh kia. Có một cái điểm rất hay ở đây. Đó là khoa cấp cứu, sau khi một người bệnh vào cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán xong mà có yêu cầu về chụp hình ảnh hay là cần thêm các cái yêu cầu về hình ảnh thì đây chúng ta chỉ cần đẩy thẳng phát sang bên này là đến khoa chụp hình ảnh. Khoa rửa nhà có điều hòa này, rất mát. Đấy, chúng ta có phòng chụp CT này, rồi phòng ngoại khoa, ngoại khoa. Đấy, chúng ta đi vào đi, đi vào từ phòng này xem. Đây, chúng ta vào đây. Đây thì chúng ta có máy quang, cái cửa sổ này. Thì cái trang thiết bị ở đây nó rất là hiện đại này. Rồi hệ thống các kiểu rất là hoành tráng. Với cái trang thiết bị này thì bệnh nhân hoàn toàn có thể là yên tâm về cái chất lượng X quang đấy. Đấy thì chúng ta sang các phòng khác xem. Bên đây là cái máy lọc xương. Đo lọc xương. Đây thì ở bên này là chúng ta đây chúng ta sẽ có một cái máy đo loãng xương này, đấy làm ngay cả về đo độ của loãng xương ở đây. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh các bác sĩ đang làm việc rất là chuyên nghiệp, đấy, rất tận tâm vì bệnh nhân của chúng ta. Và ở trong đây thì chúng ta có lại thêm một chiếc máy quang với đợt số nữa. Trong đây là máy chụp cộng từ này, MRI. Có đứng ở ngoài được không? Chúng ta chỉ đứng ở ngoài thôi vì yêu cầu cộng từ là sẽ không có kim loại ở bên trong, nó ảnh hưởng đến chất lượng của máy. Đấy, chúng ta có thể nhìn qua về hệ thống máy móc rất là hiện đại. Máy móc như thế này thì có thua kém thì các bệnh viện ở tuyến trung ương đâu. Đây là khu nghỉ của khu thay đồ của người bệnh. Đấy, người bệnh có cả một khu thay đồ riêng nữa này. Đây là phòng CT thì máy CT có thể nhìn qua, đang có bệnh nhân ở trong đấy nên chúng ta không thể vào được. Máy kia thì có thể nhìn ở đây chúng ta thấy là máy của Siemens. Siemens này rất nổi tiếng rồi. Ok, thế là hết tầng 1 rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên tầng 2 để xem về các cái khoa và cũng như là khu điều trị của tầng 2 như thế nào nhé. Đây là tầng G của bệnh viện này. Tầng G này sẽ là khu vật lý trị liệu, khu vực chức năng và y học cổ truyền của bệnh viện. Khuôn viên ngồi, bệnh nhân ngồi chờ rất là rộng với những ghế đá rất là mát như thế này. Ngồi đây có sợ nóng hay không? Thì đây, chúng ta nhìn lên trần, trần sẽ có một cái mái che rồi. Đây có, về đông y đây thì chúng ta có phòng châm cứu này. Châm cứu nải nữ, châm cứu nải nam. Ê, trẻ em. Chúng ta có thể nhìn một số hình ảnh. Tốt nhất là không nên vào khi mà các con đang tập. Có thể nhìn ngoài con sát thôi. Để cho các con thoải mái.
ba phòng cho người lớn. Rồi. Nhìn các cái trang thiết bị của một phòng vật lý trị liệu của bệnh viện đấy, có cả cầu thang tập tin này, rồi giường để chúng ta tiến hành các khảo sát vật lý trị liệu này, đấy, rồi có cả khung tập tin này, rồi bên này thì chúng ta có các cái trang thiết bị rất là hiện đại dành cho các bài tập vật lý trị liệu của chức năng khác nhau. Đây là giường tập đứng. Phòng điều trị tắc tia sữa luôn. Rất là ok. Đây là phòng sóng ngắn ở ngoại này. Đây là phòng điều trị sóng ngắn, thì đây chúng ta có các cái trang thiết bị rất là hiện đại. Đấy, có máy sóng ngắn này, hai máy luôn, có cả giường điều trị này. Và có một bệnh nhân đang điều trị sóng ngắn ở đây. Thời gian mà máy chạy là 10 phút rồi nhé. Chúng ta đi tiếp sang các phòng khác nhé. Đây là phòng laser nội mạch. Thì ở đây là phòng laser trị liệu đây. Chúng ta có các máy laser này. Có các bệnh nhân đang điều trị ở đây. Thì cái trang thiết bị rất là hiện đại. Riêng về lĩnh vực vật lý trị liệu phục hồi chức năng y học cổ truyền của bệnh viện tôi thấy cũng rất là mạnh đấy. Bệnh nhân nằm ở phòng này rất là rộng rãi này. Thì ở đây chúng ta còn có cả cái thanh song song tập đi cho người bệnh này, ở ngay bên ngoài này luôn. Rất là đầy đủ các trang thiết bị ạ. Ở ngay bên ngoài khuôn viên chúng ta cũng có các trang thiết bị để cho người bệnh tập này. Thì khi mà tập ở không gian mà rộng mà thoáng như thế này, chúng ta sẽ có một cái tâm lý rất là tốt và sẽ phục hồi hiệu quả hơn rất nhiều. Đây chúng ta có phòng xoa bóp bấm huyệt nữa này. Và đây là phòng xoa bóp bấm huyệt nang. Rất là hay. Thì trong phòng xoa bóp bấm huyệt nữ và nam thì có các bệnh nhân đang điều trị. Thì những cái cảnh này chúng tôi sẽ không đưa lên. Đấy thì chúng ta hãy cùng đi tiếp xem sang khu đối diện, khu trước mặt này. Thì đây là khu chạy thận của bệnh viện. Có cả một khu chạy thận rất là rộng với trang thiết bị như này, thì thực sự nên cái quy mô của bệnh viện rất là lớn đấy. Đây là khu chạy thận hiện tại của chúng ta với các trang thiết bị 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có 6 máy chạy thận hiện đại. 6 máy là thực sự số lượng rất lớn đấy. Rồi là nơi nhà. Cái điểm đặc biệt là nơi nhà có thể ngồi ngay để chờ người bệnh của mình luôn. Của mình đều dành cho bệnh nhân đi được hết rồi. Vâng. Đấy, một cái hành. Thì hiện tại là chúng ta đang ở tầng 2 của bệnh viện, thì là cái khu mà bệnh nhân có thể ngồi để chờ khá cũng rất là rộng, rất là hiện đại. Đây thì là chúng ta là khu khám bệnh. Tiếp theo thì sẽ có các phòng của các chuyên khoa. Thì ở trong đây là khu nội soi tiêu hóa. Đầu tiên là phòng khám trước, phòng khám tiêu hóa trước. Thì ở trong đây là phòng nội soi tiêu hóa. Đây, ta nhìn này, phòng nội soi. Và ở đây là máy Olympus CV170 này, hôm qua chúng tôi vừa bàn giao xong. CV170 là máy nội soi của Olympus thì rất là hiện đại. Ai cũng biết về Olympus rồi. Thì cái phòng nội soi rất là rộng và trang thiết bị thì rất là hiện đại, như thế này thì bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm đến nội soi tại bệnh viện Trung Bắc. Đây là khu khám dành cho các cái đợt khám sức khỏe định kỳ.
Thì hiện tại là tất nhiên là sẽ không có bệnh nhân bởi vì chưa có đợt khám sức khỏe định kỳ, nhưng mà đây sẽ là một khu VIP dành cho dịch vụ khám sức khỏe định kỳ của các cái công ty, bệnh viện hay là cơ quan nhà nước, có đầy đủ các khoa học, các cái yêu cầu của một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là khoa ngoại chấn thương. Chính các bác sĩ đang làm việc rất là chậm chỉ và rất là bận rộn. Điều trị riêng. Tôi nhìn thấy là mỗi một bệnh nhân sẽ có một giường và nằm thì rất thoải mái. Mỗi giường một phòng có hai cái điều hòa luôn. Chúng ta có hai cái điều hòa, hai điều hòa. Mỗi bệnh nhân một giường, trang thiết bị đầy đủ hết. Phòng thứ ba thì nó sẽ rộng hơn qua phòng kia, nhưng nó vẫn có hai điều hòa. Và tất nhiên thì bệnh viện nào cũng sẽ có những phòng VIP như này. Có bệnh viện có cả thang máy và thang bộ. Đấy, bệnh nhân thì tất cả các thang máy của bệnh viện thì đều bệnh nhân đều có thể sử dụng được. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà bị say thang máy thì bệnh viện có thiết kế thêm cả thang bộ. Ok, lên tầng 3 nhé.